Mệnh nam tên là Trà Quang Vũ, địa chỉ TP Hồ Chí Minh, mệnh là Thạch Lựu Mộc, ngày sinh dương lịch là 20 tháng 11 năm 1981, lúc giờ 11, ngày sinh âm lịch là 24 tháng 10 năm 1981, lúc giờ Ngọ sinh vào năm Tân Dậu có ngũ hành là Thạch Lựu Mộc tháng kỷ hợi có ngũ hành là bình địa mộc ngày nhâm dần có ngũ hành là kim bạch kim giờ bính ngọ có ngũ hành là thiên hà thủy với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu mộc. 30% là hơi nhiều, hỏa 2,3% là quá ít, thổ 3,3% là quá ít, kim 29,4% là hơi nhiều, thủy là 34,7% là hơi nhiều, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm. Nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố, một là do vấn đề thời gian, hai là do môi trường. Tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh Thạch Lựu Mộc có nhiều ngũ hành Thủy là thủy chủ về trí thông minh hiền lành. Người mà thủy vượng sắc mặt hơi đen, nói năng nhẹ nhàng dành giọt hay lo cho người khác, túc trí đa mưu, học nhanh hơn người. Người mà thủy mạnh quá thì hay cãi cọ tính tình linh tinh. Người mà thủy không đủ thì vóc người thấp bé. Tính tình bất thường, nhát gan, vô mưu. Hành động không có thứ tự, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh. Họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian, họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ. Họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương, họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình. Họ trả đối với mệnh này là hơi xấu ngoài ra họ trả ý nghĩa là loại cây xanh lưu niên mọc thành bụi hoặc các cây nhỏ, được trồng để lấy lá nó có dễ cái dài hoa màu trắng ánh vàng với 7-8 cánh hoa hạt của nó có thể ép để lấy dầu trà là một cái tên gợi đến sự gần gũi thân yêu cha mẹ mong con xinh đẹp ngũ hành thuộc mộc sinh gia hỏa được thủy tương sinh nhưng kỵ với kim và khắc với thổ tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng tên quang đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên quang ý nghĩa là ánh sáng mong muốn cuộc đời luôn tươi sáng rạng rỡ đạt được nhiều thành công ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ tên mà tốt thì có được thành tựu tên xấu thì vất vả gian nan nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên vũ đối với mệnh này là hơi xấu ngoài ra tên vũ ý nghĩa có nghĩa là mưa là khúc nhạc cũng bao hàm nghĩa về sức mạnh to lớn cũng thể hiện sự cố chấp ngoan cường ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành hỏa hay có nhiều ngũ hành thổ vào trang website tênhaybếcưng com có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hồ Chí Minh có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành hỏa đối với mệnh này là tốt mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 có thủy thịnh, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 có hỏa thịnh. Khí hậu dung hòa không có đồi núi. Địa hình thành phố trải dài theo trục đông Tây. Nơi này phù hợp với người cần hỏa và mộc.